Vào ngày 24 theo giờ địa phương, Mục sư Park Su đang bận rộn với ngày thứ hai tại Zambia, đất nước thứ hai trong số 6 nước trong chuyến truyền giảng ở Nam Châu Phi. Vào sáng ngày 24, sau buổi lễ khánh thành Trung tâm Thanh thiếu niên IOF ở Zambia, một cuộc họp báo đã diễn ra tại tầng 1 của trung tâm vào lúc 12 giờ cùng ngày. Cuộc họp báo đã được tổ chức với sự tham dự của 23 báo đài và 48 phóng viên. Sau khi xem video giới thiệu và báo cáo về hoạt động truyền giáo tại nước ngoài và chuyến thăm tới Israel vừa rồi, Mục sư Park bắt đầu mở lời cho cuộc họp báo. Mục sư đã giải thích về sức mạnh khi liên kết với Chúa qua câu chuyện về một nữ sinh bị mắc bệnh viêm tủy sống. Và vấn đề của những cơ đốc nhân ngày nay, những người dù đi hội thánh nhưng vẫn nghĩ rằng mình là tội nhân. Mục sư hy vọng rằng hội thánh sẽ đầy rẫy những tín đồ thực sự có tấm lòng của Chúa Giê-xu. Tiếp theo là thời gian hỏi đáp. Các phóng viên tập trung hỏi về Trung tâm Thanh thiếu niên và chương trình đào tạo tinh thần trong tương lai sẽ được tổ chức tại đây. Mục sư Park giới thiệu các chương trình dành cho thanh thiếu niên và mục sư trong tương lai, cho biết dự định giáo dục miễn phí cho thanh niên Zambia, và nói rằng các thanh niên và các mục sư sẽ được thay đổi khi được liên kết và nhận được sức từ nơi Đức Chúa Trời. Cuối cùng, mục sư nhắn nhủ các phóng viên hãy nhớ đến và giúp đỡ IYF. Tấm lòng của mục sư Park Su đã làm cảm động tấm lòng của giới trẻ và rung động lòng của người dân châu Phi. Khi nghe những lời của mục sư, tôi đã được cảm động và được truyền cảm hứng. Nước mắt tôi đã rơi. Châu Phi ban đầu đã bị tách ra, nhưng hiện đang được hiệp lại qua lời của mục sư. Và tôi nhận ra thanh thiếu niên quan trọng như thế nào. Tại Trung tâm Thanh thiếu niên, Chilanga sẽ dạy kinh thánh, thay đổi cuộc sống và dạy về tinh thần của các doanh nhân. Một lần nữa, tôi mong mọi người sẽ đến với Trung tâm Thanh thiếu niên Chilanga. Khi ở đây, tôi đã có thời gian rất hạnh phúc. Xin cảm ơn. Sau đó, vào lúc 3 giờ chiều, diễn đàn CLF đã được tổ chức. Trước chuyến thăm của Mục sư Park Su, Hội thánh Zambia đã quảng bá diễn đàn CLF dành cho các mục sư và hội nghị toàn thể cơ đốc nhân ACC dành cho các tín đồ bình thường tham dự, để nhiều cơ đốc nhân có thể nghe được tin lành. Diễn đàn được tổ chức tại hội trường chính tầng 4 của Trung tâm Thanh thiếu niên Chilanga với sự tham dự của 3.000 cơ đốc nhân, trong đó có giám mục Mopat Kiliova của Hiệp hội Tin lành Ngũ tuần Châu Phi, giám mục Peter Endolo của Hội thánh Tin lành Kinh thánh Zambia, giám mục Israel Makomev của Hội thánh Sách sự sống quốc tế cùng các giáo phái lớn khác ở Zambia. Trước thời gian nghe ngôn lời, dàn hợp xướng Gracias đã trình diễn tuyệt vời trong tiếng hò reo của khán giả. Mục sư Park Su đã chia sẻ tin lành qua ngôn lời trong Lê Vi Ký đoạn 4. Mục sư giảng lớn tiếng rằng phải tin vào Chúa Giê-xu đấng đã làm thành sự cứu chuộc đời đời chỉ bằng chính huyết mình, giống như việc tha tội bằng huyết của trên con không tì vít chi trong thời cựu ước. Giống như khi đặt tay trên đầu con dê để chuyển tội lỗi. Chúa Giê-xu là trên con của Đức Chúa Trời. Hãy chuyển mọi tội lỗi ngươi cho ta. Khi Chúa đổ huyết chết trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã phán, mọi việc đã được chọn. Chúa Giê-xu đã hoàn thành mọi sứ mệnh mà Đức Chúa Trời đã giao phó. Khi đó, tội lỗi của Mục sư Park Su đã được rửa sạch. Lúc đó, tội lỗi của Mục sư Joseph cũng đã được rửa sạch.
Lúc đó tội lỗi của mục sư Lee Min-chol cũng đã được rửa sạch. Mọi tội lỗi ở trên thập tự giá đã được chọn. Hallelujah. Hallelujah. Những mục sư nghe được tin lành đã vô cùng cảm tạ ân điển của Chúa và mong muốn nhiều người được nghe tin lành này càng sớm càng tốt. Chiều nay, mục sư đã chia sẻ cho chúng tôi một điều rất quan trọng. Chúa Giê-xu đã đến trái đất này và chết vì tội lỗi chúng ta. Chúa Giê-xu đã cho chúng ta sự sống. Tuy nhiên, có những người dù nghe được điều này nhưng không chấp nhận. Chúa Giê-xu đã đến thế gian này và cứu chúng ta. Chúng ta đã nhận được sự cứu chuộc đời đời. Nhưng có những người vẫn không chấp nhận. Họ cho rằng tội lỗi của mình vẫn chưa được rửa sạch. Tôi muốn nói với họ rằng sự cứu rỗi của Chúa là đời đời. Cùng với việc khánh thành, những thay đổi đang bắt đầu diễn ra tại trung tâm thanh thiếu niên IOF Chilanga. Giữa sự quan tâm của chính phủ và truyền thông Zambia, chúng ta cùng đón chờ vai trò của trung tâm thanh thiếu niên trong việc thay đổi, phát triển tinh thần, tín ngưỡng của các thanh thiếu niên và các mục sư.